Đây là lô 12 của liền kề 2. Một lô đất rất là đẹp, áp góc cạnh lô góc này. Diện tích lô này là 90m, mặt tiền là 9m và chiều sâu là 10m. Tổng diện tích xây dựng là 90m. Lòng đường là lòng đường 6m, hai vỉa hè là 3m mỗi bên. Tổng là 12m đường. Hướng của lô này là hướng chính này là hướng Bắc. Hướng nhìn về phía viện kiểm sát, nhìn về phía dân cư của thành phố Móng Cái. Đây là trường tiểu học Lý Tự Trọng này. Hướng này là hướng đi ra cái đường chính của dự án là đường 7,5m. Lòng đường 7,5m và hai vỉa hè là 10m, tổng là 17,5m. Đây, chúng ta đi đường ấy đi ra ngoài này sẽ đi ra hướng Đại lộ Hòa Bình. Đấy. Đây cũng sẽ có một cái đường nữa để chúng ta có thể đi ra ngoài đường Trần Quốc Toàn và thông ra Đại lộ Hòa Bình được.